thứ hai đầu tuần thì em có một mẹt này giao lưu với tất cả các bác nhá em sẽ thông báo luôn là có một số con hàng hôm nay em sẽ là hàng siêu các bác nhá một số con hàng sẽ là hàng siêu ngày hôm nay luôn một mẹt nho nhỏ như này để uh, ngồi bán hàng rong cho tất cả các bác thôi uh, mỗi con hàng thì nó sẽ có một cái chức năng riêng chắc chắn rồi và nó sẽ có một cái gọi là uh, kiểu dáng lưỡi riêng đầu tiên sẽ là một em dao không vỏ các bác nhé Đấy, em để nó hơi bụi bẩn một chút không biết có anh nhìn được rõ không. Em này thì lưỡi là 16,5 độ dày sống lưng em này 4 ly cán sử dụng dòng cán tiện cầm cực kỳ đầm và chắc tay như vậy các bác nhá. Cầm cực kỳ đầm và chắc tay luôn nên là con này các bác có thể ở mức độ là các bác chặt được gà vịt cho em này, xương sườn cho em này. Đấy, đi phượt đi câu đi picnic thì các bác mang theo đào hố vót trông chặt cây củi thì nó rất là ok ổn áp thôi các bác nhá. Một con như vậy thì vì nó là có lá chắn đồng vàng và ốp đồng ở đuôi nên giá cả của nó sẽ nhích hơn một chút. Em này để giá cho tất cả các bác là 360 000 một em. Tiếp theo đến một em lưới tan tô. Con này thì uh, trước em bán rất là nhiều và dễ dùng cho tất cả các bác luôn. Đấy. Con này thì là lưỡi 21 này các bạn ạ Lưỡi 21 độ dày sống lưng em này là 5 ly bản rộng rơi và bản 4 Có khuét rãnh và mái móc ở cuối dao như này Cán là cán hệ đốt trúc có lá chắn đồng vàng và có lỗ sò dây bằng đồng vàng Em này vẫn để giá cho tất cả bác là 330.000 một em 330 ạ Tiếp theo là một em parang, một em parang cán giọt các bác nhá Một em parang cán giọt, cán là cán cẩm hoa Uh, môn hoa đấy ạ Cán là cán môn hoa Không phải môn vẽ vân gỗ tự nhiên các bác nhá Nhìn như vậy tôi Cái độ ngấm nước của dòng môn hoa này Là hoàn toàn không có các bác nhá Sử dụng lâu dài Thì các bác cực kỳ yên tâm Em này thì lưỡi là Hipparang Lưỡi là 30 Độ dày sống lưng là 5 ly Bản rộng rơi vào là bản 5,5 như vậy Và Thóp dần về đuôi dao Nói chung là con dao nó có dáng cả Khi mà cái uh, các bác thấy cái đoạn cán này nó cân đối với cái đoạn đuôi ấy Đấy, nhìn nó có sự cân đối rõ ràng như vậy các bác nhá Một em như vậy thì để giá cho tất cả các bác là 390.000 một em 390 ạ đây, em này sẽ là một em dao mũi tù Độ gần đây thì các bác thích dao mũi tù nhiều Thành ra là nhà em hiện tại đang sẵn nhiều dao mũi tù Em này cũng để giá cho tất cả các bác là 390 nghìn một em các bác nhá Độ dày sống lưng là 5 ly này Lưỡi cũng là dòng lưỡi 30 Cán sử dụng là dòng cán giọt này hai tầng chốt hai đinh Sử dụng cái dòng muôn hoa các bác nhá muôn hoa lạ mắt đấy ạ Không có cái cán nào như thế đâu Em làm từ trước giờ có mỗi hai cán này như thế thôi Để giá tất cả bác là 390 nghìn hai em này Mỗi em là Mỗi em là 395 nghìn Tất cả những cái dòng dao Khi mà em đã nói là chặt nặng Thì nó sẽ là chặt nặng cực tốt các bác nhá Chặt nặng thì sẽ là chặt nặng cực tốt luôn Đấy à, Còn đây sẽ là một em dao mỏ chim Cán sử dụng cán giọt lệ có lỗ này Có chắn này Các bác thấy không ạ Lưỡi em này là 28 các bác nhá Lưỡi 2 lưng em này là 28 này, độ dày sống lưng em này là 6 ly. Em này là dày và 6 ly rồi các bác nha. Nên là các bác đi rừng, đi phượt, đi câu hay là mình sử dụng trong gia đình đều rất là chặt nặng tốt. Đối với dòng da phúc sen thì cái ưu điểm của nó là chặt nặng tốt rồi nên các bác yên tâm về cái khâu chặt của các em nó. Còn em là chuyên thái lọc thì em sẽ để rất mỏng thôi, nó rơi vào khoảng 1 ly, 1 ly rưỡi thôi. Còn nếu đã mức độ ở 5 ly thì các bác phải yên tâm một điều là nó chặt tốt các bác nha chức năng của nó đã được bằng lấy rồi Ví dụ như là cái cân mà người ta đã để mức định là 10 cân rồi Thì các bác có cho 10 cân lên cân thì nó yên tâm 98 cân thì yên tâm Còn cái cân mà chỉ cho mức độ 5 cân thôi ấy, Thì cũng không thể nào đặt 8-9 cân lên cân được Đấy Khi mà mình thiết kế ra thì nó là mức độ nó là chặt như thế là mình xác định từ đầu rồi Nhà em này là 460 000 giá không thay đổi từ ngày bán đến bây giờ các bác nhé Có lá chắn đồng vàng này, có lỗ sò dây đồng vàng, cá sử dụng dòng cá giọt. Nếu không là cá giọt thì nó sẽ rẻ hơn các bác nhá. Nếu không là cán giọt thì nó sẽ ra được ở 395.000 thôi còn vì là dòng cán giọt một cái cán thường hai cái cán thường thậm chí ba cái cán thường em mới làm được một cái cán giọt như thế này đấy nên các bác cũng thông cảm cho em ở cái mức độ là em báo giá cho nó chuẩn các bác xem xem trong con hàng thì có những cái gì nhiều thì em mới báo giá như thế các bác nha à, Bây giờ mời các bác qua mẫu luôn thì mình sẽ đến với những cái mẫu khác À, đến với một mẫu lưỡi ngắn hơn một chút coi nhá đến một mẫu lưỡi ngắn hơn một chút em này lưỡi 25 thôi em này lưỡi 25 hôm nọ em lên con lưỡi 30 nhiều bác ưng cũng... ừ. thì em này là lưỡi 25 bản đỏ, mũi tù dạo này nhiều bác các bác chủ yếu thích mũi tù nhiều ấy mấy hôm nay em lên mũi tù nhiều con này các bác sử dụng trong nhà bếp thì mình chặt được ở mức độ chân giò thủ lợn chặt cây củi ở xung quanh nhà đi rừng đi rừng mà chặt phát thì cũng rất là ok lưỡi em này là 4 ly rưỡi gần 5 ly bản rộng rơi vào bản 5 lưỡi là rơi vào lá uhm, 25 có lá chắn đồng vàng này có môn này môn mà kết hợp với đồng vàng nhìn rất là sáng nhìn con hàng nó sang đấy em này là 360.000 các bác nha Còn đây em có một em chopper hôm nay em có một em chopper cán giọt quá là đỉnh kể ra em chopper và cán giọt rất là xinh đúng không các bác Cán này là cán giọt các bác nhé Các bác nhìn cái cán giọt này của em thì có phải là tốn đến 3 bốn cái cán bình thường không ạ Đây Đoạn gỗ nó phải bằng này Một khúc gỗ nó phải bằng này thì có thể tốn 2 đến 3 cái cán bình thường rồi Đấy Lưỡi em này là 28 Bản rộng rơi và bản 5,5 Độ dày sống lưng là 6 ly các bác nhá. Trước em để bản 6 thì nó hơi to Giờ em để xuống bản 5,5 để nhìn con hàng chopper này nó vừa xinh các bác ạ Đấy Trước em có lên con cá giọt thì uh, tự dưng lại nhiều bác ưng cá giọt quá Thế là các bác lại đặt hàng, thành ra là em lại có hàng để trả các bác Thì cũng có mẫu để lên cho các bác cùng xem luôn một em ra chopper cán giọt các bác nhá Chopper cán giọt có giá là 460.000 một em Đấy Con này cầm quá đỉnh luôn các bác Nó có cái giá của 460.000 riêng các bác nhá Bao chặt nặng cho cả bác chốt ra hay đinh vô cùng là chắc chắn rồi Đấy còn đây Em sẽ lên một em hàng Em sẽ lên một em hàng dễ dùng Mà dáng dao nó đẹp Đấy Các bác thấy con này dáng xinh đúng không ạ Xinh Đẹp từ cái cán đến cái dáng dao Nhiều bác thích cái dòng dáng này Từ ngày em bán cái dòng này đến giờ thì các bác chuyển qua dòng mũi tù nhiều Đấy Con này lại giá lại cực kỳ là phải chăng Em này chỉ có giá là 360.000 thôi nên là khi mà các bác sử dụng ấy Mình cực kỳ yên tâm như em này Lưỡi 30 độ dày sống lưng là 5 ly Phát chặt nặng được tốt cho tất cả bác Con này cái cán thì vừa đẹp này Các bác thấy không ạ Đấy Em này là 360.000 các bác nhé Lưỡi 30 dày 5 ly Bản rộng rơi vào bản 4 4,5 Ở phần rộng nhất Em qua mẫu đến con này các bác nhá. Đến con này, này. Đến giao tông chặt đi rừng đi. Tông chặt đi rừng, tông chặt nhà bếp. Em này lưỡi 30 giày 5 ly, bản rộng rơi vào là bản 5,5 gần bản 6 rồi các bác nhá. Đấy, cán sử dụng là chốt hai đinh này, gỗ mun này, còn là chắn đồng vàng này. 380 000 em này các bác nhá. Chặt các bác dùng con hàng thuốc sen thì các bác nếu mà dùng thật thì mình phải dùng đến chục năm, hai chục năm đi các bạn Riêng hàng Phúc Sen các bác dùng chục năm, hai chục năm Còn nếu mà để mình để trưng treo thì thoải mái vô tư các bác nhá Nhưng mà dùng con hàng thì đâu phải là dùng không đâu Lâu lâu mình có khách khứa đến nhà mình, anh em mình đến nhà mình phải uh, mua lợn một tí thôi đúng không? Đấy mình phải mua lượn một tí, hàng giao nó phải dùng được, không dùng được thì mang về làm gì đúng không ạ? Em này thì là cán sử dụng dòng cán hai tầng, lưỡi cũng là 20 Lưỡi 21, độ dày sống lưng là 4 ly Đấy, Em này sử dụng cán hai tầng này, một tầng gỗ cầm, một tầng gỗ mun này. Em này sẽ có giá là 330.000 các bác nhá, 330 000 này. Còn đây, đây là em dao quốc dân của em. Dao quốc dân của em. Mà các bác có vẻ là thích cái dòng dao cán mun nhiều hơn là cái dòng dao cán cầm chỉ đối với cái dòng dao quốc dân này của em ấy. À, con này hiện tại là đang sử dụng dòng gỗ mun có lỗ sò dây như vậy cho tất cả bác sử dụng dòng cán ốp này lưỡi 30 dày là 4 ly rưỡi con này em đã có bài test là em nói rất nhiều lần rồi các bác cứ hỏi là chặt gà vì được không con này em nói rồi con này em đã có bài test chặt sắt phi 6 rồi chặt cây củi chặt tre thì các bác cực kỳ yên tâm cho em nha em như này thì sẽ có giá là 350.000 một em các bác nhá đấy giá lô của em là 0347 753 780 các bác cứ liên hệ để trao đổi với em nhiều cái Ờ, dòng dao và uh, ủng hộ bên xưởng dao vufc HD cao bằng các bác nhá. Xin chào và tạm biệt tất cả bác trong những cái video clip lần sau. Chào tất cả bác.